ơi bạn ơi, đi đâu đấy? Đi làm. Ui, rét mưa như này vẫn phải đi làm á? Ui bạn ơi, cái cảnh làm thuê dù trời có âm độ C bên ngoài vẫn phải cố mà sinh nhai, chứ đói ăn thì biết xin ai bây giờ. Thức dậy từ lúc tờ mờ, làm việc quần quật cứng đờ tay chân. Tết nhất thì sắp đến gần, dù lạnh vẫn cố vác thân mà đi làm. Rồi sang đây rồi nghĩ đến cái cảnh mà lúc ấy ở nhà xách vali ra sân bay Nội Bài chụp ảnh check in các kiểu. Đấy, vali này vali nọ, giày quần là áo lượt các kiểu, nhìn như du học sinh ấy. Đấy. Xong đến lúc sang đây thì công ty lúc nào cũng một tháng 30 tờ đấy, 30 cái tờ mờ sáng ấy. Lúc nào cũng phải chập sáng là đã phải dậy rồi.